Hân hạnh gặp lại quý bác sĩ trong chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến siêu âm mạch máu từ cơ bản đến nâng cao do Chi hội Siêu âm Việt Nam phối hợp cùng RE Healthcare tổ chức. Chương trình phần 7 về siêu âm Doppler động tĩnh mạch sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6. Phần nội dung bài giảng hôm nay bao gồm các bài siêu âm Doppler động mạch chi trên chi dưới và bài quy trình siêu âm báo cáo kết quả siêu âm do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân, Chủ tịch Chi hội Siêu âm Việt Nam trình bày. Sau đây xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân bắt đầu phần bài giảng. Mục tiêu cái bài giảng này là nắm được cái giải phẫu của động mạch chi dưới, nhắc lại nắm được cái cách khám siêu âm động mạch chi dưới, hiểu được một số bệnh lý về động mạch chi dưới và góp phần của siêu âm Doppler trong chẩn đoán cũng như là định hướng điều trị đối với cái bệnh lý động mạch chi dưới. Đây là cái giảng bài chúng ta sẽ lần lượt sẽ đi qua. Về giải phẫu chúng ta để nhắc lại động mạch chi dưới là xuất phát từ cái động mạch chậu gốc. Từ động mạch chậu gốc này sẽ phân nhánh thành các động mạch chậu ngoài, động mạch chậu trong. Thì động mạch chậu trong thì nhỏ, động mạch chậu gốc thì mọi người sẽ thấy nó sẽ động mạch chậu ngoài thì nó sẽ khi khoảng ngoài cung đùi nó đi đổ chuyển thêm thành động mạch đùi chung, và từ động mạch đùi đấy, động mạch đùi thì nó sẽ có hai nhánh, sẽ có đi tục đi thẳng và nó là động mạch đùi và đi thẳng vào trong hoặc trong ống Hunter, và một nhánh của động mạch đùi đó là động mạch đùi sâu. Và với động mạch khoeo thì sau khi bạn động mạch đùi vào động Hunter và đi vào họng khoeo, và họng khoeo thì đổi tên thành cái động mạch khoeo, và từ động mạch khoeo đây chúng ta sẽ thấy có hai nhánh lớn chính là cái thân động mạch chai mạc và động mạch chạy trước. Thân động mạch chạy mạc vì nó sẽ chia ra hai cái nhánh động mạch chạy sau và động mạch mạc, còn cái động mạch chạy trước thì từ cái họng khoeo nó xuyên qua cái màng đi cột để ra cái lỗ cơ trước thì gọi là cái động mạch chạy trước. Và đây mọi người chờ trong động mạch chi dưới thì mọi người ta cả cái vòng nối quanh kỹ quanh cái đầu trên xương đùi và cái vòng nối quanh cái khớp háng rất là phong phú. Từ cẳng chân thì tiếp tục là đi, chúng ta sẽ thấy đi xuống dưới cả ba cái động mạch cẳng chân thì trong đó sau đó là hình thành cả cái động mạch mu chân và các cái động mạch gan chân, động mạch mu gan chân và các cái động mạch nhánh gan mạch giang đốt, động mạch ngón chân. Đó là cái nhắc lại cái giải phẫu của kỹ hệ thống động mạch chi dưới. Về cái kỹ thuật khám thì chúng ta thì thứ nhất là ta sẽ trình bày về cái thiết bị, tư thế bệnh nhân và cái vị trí đầu do để khảo sát. Về cái phương tiện thì chúng ta thì có cái bộ ký, cái máy cũng có các cái kỹ thuật siêu âm 2D, siêu âm Doppler màu và siêu âm Doppler zoom, như là có cái trích led mode, tức là có cả ba một đồng thời thì càng thuận tiện khi chúng ta khảo sát. Và đối với động mạch chậu thì chúng ta sẽ khảo sát bằng cái độ dò cong vì nó nằm tương đối khá sâu. Với động mạch đùi thì chúng ta động mạch đùi, cả động mạch đùi, động mạch cả chân và bàn chân cũng như là ngón chân, chúng ta sử dụng các đường dò linear với tần số cao 5 đến 10 MHz, tần số Doppler hoặc 4 đến 6 MHz, và dùng PRF tức là tần số lặp lại xung để tương ứng với từng cái đoạn động mạch để khảo sát. Ví dụ đi đoạn đùi chúng ta sử dụng cái PRF 35 đến 4 nghìn rưỡi hertz. Đối với cái động mạch ở cạnh chân chúng ta sử dụng cái PRF khoảng 2.500 đến 3.500 megahertz tương ứng với khoảng 20 đến 25 cm/giây. Đối với bàn chân và ngón chân chúng ta sử dụng cái PRF khoảng 1.500 đến 2.500, và khi đo đạt chúng ta cố gắng sử dụng cái loại chùm tia, độ nghiêng chùm tia để cho cái góc Doppler luôn luôn nhỏ dưới 60 độ. Về cái kỹ thuật khám, cái tư thế bệnh nhân và tư thế người khám, tư thế người khám thì thường phải nằm ngồi phía bên phải bệnh nhân, và tư thế bệnh nhân thì nằm
nằm ngửa tư thế nằm sức là ở về sinh lý và cơ thể nằm ngửa chân có thể duỗi có thể duỗi thẳng có thể là gập nhẹ có thể và xoay ra ngoài có thể nằm nghiêng. Tuy nhiên là tư thế nằm ngửa mà chân dạng và xoay ngoài có thể là có thể khám bộc lộ tất cả các cái mạch máu. Có một vài hướng dẫn trước đây thì người ta cho nằm sấp nên tôi thấy nằm sấp rất là bất cập vì đang nằm ngửa đang khám đường mạch chậu nên cho phải cho nằm sấp để khám cái đoạn cẳng chân là rất là bất cập. Đặc biệt khi mà bệnh nhân có hoại tử chi thì khi hoại tử chi như thế thì thông thường tiểu máu do đường mạch theo cho bệnh lý đường mạch chi dữ thông thường nó hoại từ cả cái ngón chân. Khi bạn chân như thế mình nhấn cho mình nhấn nằm sấp thì các cái nguồn chứng hoại tử này sẽ kế trên mặt giường như thế thì mình nhấn rất là đau đớn. Cho nên theo tôi thì cái tư thế nằm ngửa với chứng già và duỗi già nhẹ hoặc gập nhẹ xoay ra ngoài thì hạn xoay ngoài có thể là bộc lộ hết tất cả các cái động toàn bộ các cái động mạch ở chi dưới. Thì đây là các cái vị trí chẳng hạn như động mạch chậu chúng ta sử dụng cái móc giải phẫu là rốn với cái cung đường dừa và cung đùi thì chúng ta sẽ xác định được cái đường đi của cái động mạch chậu ngoài và một là cái vị trí 1/3 trên 1/3 trên của cái đường này thì chúng ta sẽ xác định được cái vị trí để đặt do để khảo sát cái động mạch chậu ngoài. Và theo cái hướng này chúng ta ẩn sâu vào về sau chúng ta sẽ thấy được cái động mạch chậu ngoài. Còn đây là khảo sát cái động mạch đùi, đây là vị động mạch đùi trong ống Hunter, đây là cái vị trí chúng ta đưa chân dạng và xoay ngoài có thể khảo sát được cái các cái động mạch ở khoeo, động mạch khoeo cũng như là thân chạy mát. Còn đây là cái khảo sát chân khảo sát của động mạch chạy trước. Còn đây là khảo sát của cái động vị trí này là vị trí mặt sau ngoài để khảo sát cái động mạch phát. Còn đây là cái vị trí trong sau trong để khảo sát động mạch chạy sau. Còn đây là cái vị trí để khảo sát các cái động mạch mũi chân cũng như là các cái động mạch bàn chân. Về cái hình ảnh bình thường thì đầu đó chúng ta phải khảo sát cái hình ảnh 2D đánh giá cái thành mạch xem là thành mạch trơn lãng hay không trơn lãng, mỏng hay là dài, tăng âm là không tăng âm. Lòng mạch chúng ta sẽ xem cái lòng chảy dài về mẫu bên trong lòng mạch không có việc khổ gì thì thường là echo trống hoàn toàn và xem cái độ nảy của mạch máu. Về như bệnh mạch máu bình thường nó có độ nảy bình thường, tuy nhiên đối với cái một cái động mạch mà gần chỗ tắc nghẽn thì chúng ta phải gặp cái tình trạng là tăng cái độ nảy lên. Với cái hình ảnh Doppler chúng ta khảo sát trên Doppler màu và chúng ta sẽ thấy tình trạng đảo hai lần của cái động mạch chi dưới ở cái trường tình huống mà sinh lý. Và đối với cái Doppler xung chúng ta thì lấy cái phổ Doppler và chúng ta thấy cái phổ Doppler điển hình của động mạch chi dưới là phổ Doppler 33. Và trong cái thời sau khi chúng ta thu nhận được cái phổ Doppler chúng ta phải phân tích cái phổ này, chúng ta đo là cái giá trị vận tốc tâm thu, giá trị vận tốc trương, đánh giá cái độ rộng của phổ, đánh giá cái bề dày của phổ, đánh giá cái độ sâu của phổ. Đây là cái nguyên tắc để khảo sát các cái đánh giá của phổ Doppler. Thì đối với cái động mạch ngoài vi chi dưới thì lúc nghỉ chúng ta sẽ thấy cái phổ sóng 33. Cái sóng 33 này thì gồm có cái xương đang đối lắp lớp xung, chúng ta thấy cái xương lên để dốc đứng và đạt cái đỉnh là đỉnh tâm thu. Sau đó cái xương xuống cũng khá dốc đứng và sau đó tiếp theo là cái sóng đảo chiều tiền tâm trương và cái đó là cái sóng trọng tâm trương cuối tâm trương. Đây là cái mà phổ đập lớp màu của cái động mạch đùi chúng và động mạch đây là động mạch đùi và đang tình trạng động mạch đùi sâu. Đây là động mạch khoeo, đây là cái phổ động mạch đùi và cái phổ Doppler 33. Mọi người sẽ thấy đỉnh tâm thu, cái sóng đảo ngược tiền tâm trương và đây là cái sóng tâm trương. Thì trên Doppler mà chúng ta sẽ thấy tình trạng đảo màu hai lần. Đây kia là mọi người thấy cái minh họa đỉnh tâm thu cái và cái giá trị màu đỏ mà cái ngả về phía dòng tập cao, cho nên cái màu rất là màu đỏ sáng, màu đỏ phía gần vàng.
Sau đó có cái giai đoạn là tiền dòng dòng chảy đỏ chiều tiền tâm trương nó sẽ hiện màu xanh, và đây là cái dòng chảy màu đỏ là tiền là cho cái tâm trương, nhưng mà khi vật tốc thấp hơn cho nên mà mã hóa cái màu đỏ sậm hơn gần với cái đường zero, và sẽ có xuất hiện thêm một cái đoạn mà không có màu gì, tức là đi ngang qua cái đường đạo zero này thì là không có mã hóa màu. Thì đấy là cái giá trị bình thường đo được cái giá trị tâm thu định của cả cái đoạn mạch máu khác nhau, ví dụ động mạch này, động mạch chậu ngoài cho đến động mạch khoeo, thì cái giá trị tăng ra ngoài vi thì cái giá trị càng thấp dần, nên là giá trị trung bình người ta đo được trên cái giá trị của tâm thu cả cái đoạn động mạch chi dưới. Bây giờ chúng ta đi vào cái khảo sát lâm sàng của bệnh lý động mạch chi dưới và các cái test chẩn đoán. Thứ nhất là lâm sàng. Thì lâm sàng cổ điển người ta sử dụng một cái đánh giá lâm sàng Loris Fontan đối với các y văn của châu Âu, đối với y văn của Mỹ người ta dùng cái Rutherford. Thì ở đây chúng ta quen dùng Loris Fontan. Loris Fontan thì chia các cái giai đoạn lâm sàng của bệnh lý động mạch chi dưới cũng có bốn cái giai đoạn. Giai đoạn một là bệnh nhân không có triệu chứng gì, có thể là có thương tổn trên xương đất lớn nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Giai đoạn hai là giai đoạn đi lạc cách hồi, người ta gọi là đi lạc cách hồi, có thể chia nhỏ ra đi lạc cách hồi nhẹ, đi lạc cách hồi vừa. Thì cái giai đoạn đi lạc cách hồi bệnh nhân đi trong vòng trên 200 mét bệnh nhân bị đau chân phải dừng lại, gọi là đi lạc cách hồi. Với thì trên 200 mét như là 2A. Đối với trường hợp mà chỉ dưới 200 mét người ta cũng đau rồi thì gọi là đi lạc cách hồi như giai đoạn 2B. Còn triệu chứng giai đoạn 3 là giai đoạn đau cả khi nghỉ là do tình trạng thiếu máu liên tục. Trường hợp giai đoạn 2 là giai đoạn chỉ thiếu máu khi mà nhu cầu cơ thể gia tăng, tức là bệnh nhân đi nhu cầu chuyển hóa trong các cái cơ nó gia tăng, thì đến khi nhu cầu gia tăng nhưng mà lượng máu để không đủ thì sẽ chuyển hóa tới đường khí, khí nó sẽ sinh ra các cái chất, nhưng mà cái chất sản phẩm thoái hóa này nó gây đau cho bệnh nhân. Thì đây là cái cơ chế sinh lý của cái tình trạng cái công nghiệm pháp đi lạc cách hồi. Và cái giai đoạn 3 là giai đoạn mà bệnh nhân đau liên tục, đau cả không cần đi cũng đau, tức là đi là nghỉ khi bệnh nhân tình trạng thiếu máu liên tục là cả lúc nghỉ. Và giai đoạn 4 là giai đoạn loét hoại tử của chi. Thì hai cái lâm sàng thông thường bệnh nhân nhập viện vào hai cái bệnh cảnh lâm sàng là đi lạc cách hồi, tức là giai đoạn 2 của Loris Fontan, và hoặc là bệnh nhân đi vào nhập viện bởi cái giai đoạn thiếu máu hoại tử chi, tức là bệnh nhân đó và khi nghỉ ngơi có thể biểu hiện có hình ảnh hoại tử chi. Thường thường là hoại tử ở do động mạch, nguồn gốc động mạch, thường thường là hoại tử ở các cái đầu ngón chân. Tuy nhiên có một số trong lâm sàng này có một số bệnh nhân là thiếu máu, tức là những cái chỉ số bên đó, chỉ số ABI tức là cái chỉ số huyết áp tấm tấm của tấm thường thả cánh tay và so với cửa cổ chân là dưới 0,9, tức là có biểu hiện thiếu máu rồi nhưng bệnh nhân cũng có triệu chứng, có thể là do bệnh nhân có bệnh lý lên bệnh lý về về rối loạn cái cảm nhận đau, chẳng hạn như vấn đề đường chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân già yếu quá không thể làm cái nghiệp pháp đi lại được, thì đấy là những cái trường hợp mà chúng ta phải cần chú ý là bệnh nhân không có cái biểu hiện đau hoặc cái ngược đau của bệnh nhân là đã tăng lên rồi do về bệnh nhân bệnh lý để đường do đâm để được. Như vậy thì trong trường hợp những cái trường hợp bệnh nhân này thì thường cái triệu chứng đau bị che khuất đi và là bệnh lý động mạch chi dưới bị che khuất lâm sàng, lâm sàng bị che khuất. Một cái test có ý nghĩa trên lâm sàng là đó là nó cái chỉ số huyết áp của cái cánh tay so với huyết áp cái cổ chân, và thông thường là trước khi đo chúng ta cho bệnh nhân nghỉ 10 phút và chúng ta băng ép ngay trên mắt cá đo huyết áp bình thường ở cánh tay, sau đó đo huyết áp ở cổ chân, ở mắt cá chân chúng ta đo băng ép ngay trên cái vị trí mắt cá chân khoảng 20 đến 12 cm, chúng ta đo bằng cái đầu dò Doppler. Khi mà băng ép tăng khi băng ép chúng ta tiếp tục gia tăng cái áp lực thì cái dòng chảy bên trong lồng ngực sẽ tắt, và lúc đó chúng ta sẽ thả ép lần và đầu dò Doppler chúng ta sẽ đặt trên cái mạch máu, và để khi ghi nhận
khi chúng ta thả ép thì cái áp lực nó giảm dần thì đến một lúc nào đó thì xuất hiện cái dòng chảy, tức là xuất hiện cái bộ độc lơ đầu tiên, thì chúng ta lấy cái giá trị áp lực của lúc đó gọi là áp lực tâm thu của chân, cái mặt chân. Và cái giá trị này, cái ADI này thông thường nó khoảng từ 1 đến 1,2, trong khoảng 0,9 đến 9,1, tức là giá trị ở ranh giới ở nhập danh. Ở đây là cần bổ sung các cái tài đánh giá khác, dùng những cái tài đánh giá gắn sức chẳng hạn. Nếu trường hợp mà cái chỉ số ADI này từ 0,4 đến 0,9, tức là dưới 0,9, thì xem như là bệnh nhân có bị lên bệnh lý động mạch ngoài vi nhẹ đến vừa. Và nếu cái giá trị ABI dưới 0,4 thì xem như bệnh nhân có bệnh lý động mạch ngoài vi mức độ nặng. Và tôi cũng đề cập ở đây là cái test gắng sức cầm cái nghiệm chỉ số ABI, đo chỉ số vải ABI, để cách làm cho bệnh nhân nghỉ, sau đó cho bệnh nhân đi bộ trên cái máy đi bộ với cái tốc độ khoảng 3,2 km, cái độ nghỉ khoảng 12 độ, và đi bệnh nhân đi cho đến lúc nào bệnh nhân đau, lúc đó chúng ta ngừng và đo cái chỉ số ABI trong thời điểm này. Và nếu mà chỉ số ABI nó giảm 20% và là test dương tính, và nhờ cái chỉ nghiệm pháp đo ABI, ABI là nghiệm pháp gắng sức này, thì người ta sẽ phát hiện được các cái bệnh lý áp để mà chi dưới tiềm ẩn đến 20% theo một cái nghiên cứu. Và cái độ nhạy của cái nghiệm pháp ABI gắng sức là khoảng 0,9 phần trăm, là 0,9 so với cái tiêu chuẩn vàng là trực mạch. Bây giờ chúng ta đi vào khảo sát siêu âm Doppler của cái bệnh lý động mạch chi dưới. Thứ nhất là chúng ta đề cập đến cái huyệt động mạch của hẹp động mạch chi dưới và đề cập đến cái một số bệnh lý của động mạch chi dưới. Thứ nhất là khi mà động mạch bệnh lý động mạch chi dưới mà có biểu hiện hẹp thì nó sẽ gây ra một cái biến đổi huyệt động, và tôi lại là biến đổi huyệt động ở hẹp động mạch chi dưới. Thì cái biến đổi huyệt động là xảy ra ở lớp trước chỗ hẹp, tại chỗ hẹp, sau chỗ hẹp, sau chỗ hẹp, thì người ta đánh giá hai vị trí là ngay sau chỗ hẹp và cái hạ lưu chỗ hẹp. Thường thường là đồ trước chỗ hẹp thì người ta thấy cái khảo sát cái chỉ số trực khả của cái mạch dòng chảy ngay trước chỗ hẹp nó sẽ gia tăng, và tại chỗ hẹp người ta thấy rằng cái giá vận tốc ngay qua chỗ hẹp bị gia tốc theo kỳ một cái sơ đồ. Mọi người sẽ thấy đây một sơ đồ biểu thị gia tốc của cái dòng chảy, ở khi vận tốc của cái dòng chảy ngay tại chỗ hẹp gia tăng dần để khi nó đạt đến sau đó nó giảm dần, và lưu lượng của cái dòng chảy bắt đầu nó cái nó vẫn giai đoạn đầu nó vẫn duy trì được cái lưu lượng, nhưng mà đến khoảng 70 đến 75% thì mức độ hẹp theo đường kính thì cái lưu lượng này sẽ giảm đi. Thì lúc này cái thời điểm mà lưu lượng nó giảm thế này người ta gọi là hẹp đến mức tới hạn, nó giảm lưu lượng dòng chảy ở ngoài vi thì đến lúc này bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện triệu chứng trên mặt lâm sàng, tức là giai đoạn 2 trở lên theo theo cái phân độ của Loris Fontan. Thì đến nghĩ để tính cái chỉ số hẹp thì trước đây người ta đo cái diện tích của cái hoặc là đường kính của tại chỗ hẹp so với cái đường kính hoặc là diện tích của cái trước chỗ hẹp. Nhưng bây giờ theo cái định luật bảo tồn về lưu lượng thế này, người ta có thể căn cứ vào cái tỷ số vận tốc mà tại chỗ hẹp so với cái giá trị vận tốc trước chỗ hẹp, người ta có thể suy ra được cái mức độ hẹp của cái bệnh lý. Và còn cái khảo sát biến đổi huyệt động ngay sau chỗ hẹp thì người ta thấy ngay vị trí ngay sau chỗ hẹp kế liền chỗ hẹp, người ta có cái hiện tượng dòng xoáy, dòng rối và dòng hỗn loạn của cái dòng chảy sau chỗ hẹp. Và cái hạ lưu chỗ hẹp thì ngay tại cái vị trí chỗ hẹp này, cái năng lượng của cái dòng chảy đi ngang qua này sẽ mất rất là nhiều, gọi là cái tín hiệu ứng mất năng lượng sau khi rời khỏi chỗ hẹp. Và cái mức năng lượng này dựa vào thể năng và động năng, và dựa đến cái mức năng lượng người ta tính đó được cái chỉ số Renault. Cái chỉ số Renault là bằng dựa trên cái tỷ trọng của máu, cái vận tốc của dòng chảy, bán kính của dòng chảy và cái độ nhớ của máu để tính được cái chỉ số Renault. Và cái chỉ số Renault này càng lớn thì nói lên được cái hiệu ứng của cái dòng chảy càng lớn. Và đánh giá cái ngay hạ lưu chỗ hẹp, người ta đánh giá hạ lưu về xa sau
tức là khoảng 63 cm dưới chỗ hẹp, thì người ta đánh giá cái dòng chảy hạ lưu chỗ hẹp. Thì cái hai dòng chảy hạ lưu chỗ hẹp đối với cái dòng chảy mà sót chỗ hẹp mà hẹp chưa được tới hạn, thì cái dòng chảy nó vẫn trở lại như bình thường, giống như dòng chảy trước chỗ hẹp vậy, thì gọi là dòng chảy được bảo tồn về về quy, về lưu lượng, về áp lực, về vận tốc. Tuy nhiên đối với cái sót chỗ hẹp mà cái mức độ hẹp mình trên mức tới hạn, tức là theo như cái hình vẽ đây mọi người, lúc này cái lưu lượng nó giảm đi thì ngoài chỗ này là dòng chảy mức độ hẹp tới hạn, thì sau cái chỗ hẹp này thì dòng chảy hạ lưu của nó sẽ giảm cái lưu lượng, giảm cái áp lực và giảm cái vận tốc. Và cái dòng chảy thể hiện ở trên đập lớn là thể hiện với cái phổ chạy chậm đến một là bằng Roost. Như thế có thể tóm lại thì hạ lưu chỗ hẹp đánh giá cái tình trạng hẹp tới hạn, không hẹp tới hạn. Thông thường độ hẹp tới hạn thì nó sẽ giảm quy, giảm lưu lượng, giảm vận tốc và giảm cái áp lực. Có thể minh họa ở đây mọi người thấy hình A, đối với cái dòng chảy mà chưa đến mức tới hạn thì cái dòng chảy trước chỗ hẹp thì có cái phổ thế này, nhưng mà dòng chảy ngay chỗ hẹp thì B, thì vị trí B này dòng chảy nó gia tăng cái vận tốc, và ngay sau vận tốc thì có dòng xoáy, dòng xoáy này trên cái phổ nó xuất hiện làm cái độ rộng của phổ nó lấp đầy độ rộng của phổ, và cái dòng chảy đảo chiều ở phía dưới đường zero, và ngay hạ lưu chỗ hẹp thì dòng chảy nó trở lại như bình thường, cái vị trí A, vị trí D này giống nhau. Nhưng mà đối với cái hẹp đến mức tới hạn thì mọi người thấy được dòng chảy thì nó giá tăng cái chỉ số trở kháng, và ngay chỗ hẹp B thì giá trị vận tốc nó vượt ngưỡng rất là lớn, và cái giá trị trống trương cũng là dòng giá tăng. Và đặc biệt ngay sau chỗ hẹp thì nó xuất hiện cái dòng xoáy nhiều hơn nữa, dòng hộp lọ nhiều hơn nữa, cho nên cái cửa sổ phổ bị lấp đầy và cái có thể xuất hiện cái dòng chảy đảo chiều ở vị trí này. Và đối với hạ lưu chỗ hẹp, tức là sáu dưới 3 cm ngay vị trí chỗ hẹp, thì cái hạ lưu chỗ hẹp nó xuất hiện cái dòng chảy chậm đến bộ và là backwash, tức là giá trị tấm thu nó rất là thấp và cái thời gian đạt đỉnh tấm thu nó bị kéo dài đi. Thì đấy là cái hệ tổng hợp của một cái hẹp động mạch. Bây giờ chúng ta đi vào các cái loại bệnh nguyên khác nhau của bệnh lý động mạch chi dưới. Thứ nhất là bệnh lý xơ vữa. Trong cái bệnh lý xơ vữa này chúng ta sẽ đề cập đến cái bề dày nội trung mạc IMT, đánh giá cái mạng xơ vữa và cái đường lượng giá hẹp dựa trên mạng xơ vữa, và cái vai trò của xương Doppler đối với chỉ định điều trị, và sau giai vào vai trò của xương Doppler đối với tình trạng theo dõi xương sóng bộ. Thứ nhất là cái bệnh lý xơ vữa, giờ thì đây là một cái bệnh lý mà chiếm hầu như là 95% bệnh nguyên của bệnh lý động mạch chi dưới. Tần suất người ta thấy đang khoảng 3% dân số Mỹ, người ta thấy trên 40 tuổi nhưng có biểu hiện đi lạc cách thôi. Và đối với người từ trên 60 đến 65 tuổi thì khoảng 60%, đối với người trên 70 tuổi thì 15 đến 20%, đây là một cái tổng kế của ở Mỹ. Năm thống kê từ năm 2010, người ta thấy trên thế giới khoảng 200 triệu người mắc bệnh lý động mạch chi dưới, nên mình có cái số liệu về bệnh lý động mạch chi dưới đến một số liệu rất là lớn. Và thường thường giai đoạn sớm thì bệnh nhân không có triệu chứng, như tôi đã nói, như là rớt tại giai đoạn 1, nhưng mà sau đó tiến triển qua giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì đây là bệnh đi làm tình trạng đã hoại tử chi, có thể đưa đến tình trạng là tàn tật cho bệnh nhân. Thì bệnh lý như lưu ý là cái bệnh lý xơ vữa này nó tác động hết hầu hết các động mạch của cơ thể, không riêng được mạch chi dưới, cho nên nó có thể tác động vào động mạch não, về lại tác động mạch là động mạch tim, cho nên có thể bình thường là những bệnh nhân động mạch có sự kết hợp giữa bệnh lý động mạch chi dưới với kỳ tai biến mạch vào não cũng như là nhồi máu cơ tim. Theo một cái thống kê người ta thấy rằng cái bệnh nhân mà có bệnh lý động mạch chi dưới, tức là cái chỉ số ABI dưới 0,9, thì người ta thấy rằng có 25 đến 70% bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh, và trong đó có 14 đến 19% là hẹp động mạch cảnh trên 70%, tức là có chỉ định mổ. Ngược lại ở những cái bệnh nhân hẹp động mạch cảnh thì cũng thể có cái bệnh lý động mạch chi dưới đi kèm theo. Và như thế người ta thấy có một sự kết hợp động mạch, bệnh lý động mạch chi dưới với bệnh lý đái đường tụy, tức là đái đường type 2, và bệnh lý động mạch chi dưới đối với bệnh lý suy thận mạc. Như vậy ý nghĩa người ta từ đây người ta suy đoán rằng cái bề dày nội trung mạc, tức là cái bề dày giai đoạn sớm của bệnh lý xơ vữa, nó có một ý nghĩa tương đương rất là tốt đối với các cái biến cố tim mạch.
Và chính vì thế người ta đo kỹ trong khi khảo sát kỹ INT là một trong những cái bước cơ bản mà chúng ta khảo sát kỹ động mạch chi dưới. Và chúng ta đo cái INT này, thông thường chúng ta đo cái bề dày nội trung và bằng cách xác định hai cái đường tăng âm, cái đường echo dày là thứ nhất là cái đường bề mặt giữa bề mặt của cái lớp thành mạch, lớp nội mạc thành mạch với cái lòng mạch, và một cái đường tăng âm thứ hai là mặt phân cách giữa cái lớp trung mạc và lớp ngoài mạc. Chúng ta sẽ dựng thành lớp bề dày và lớp nội trung mạc, và đây là cái giá trị trung bình. Và cái thường cái giá bề dày nội trung mạc này nó phụ thuộc vào giới, phụ thuộc vào tuổi, phụ thuộc vào chủng tộc. Và theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA thì bề dày nội trung mạc là có ý nghĩa sự xem là bệnh lý khi mà nó vượt qua 75% mạch phân vị sau khi được hiệu chỉnh theo tuổi, theo giới và theo chủng tộc. Như vậy thì mọi người nói đối với người Việt Nam mình thì mình sẽ dựa vào con số liệu của người chủng tộc châu Á, như là và sau đó dựa vào cái căn cứ vào tuổi, căn cứ vào giới của người bệnh, và chúng ta đo cái INT này, và theo cái bảng quy chiếu là chúng ta biết rằng là 75% giá trị quy chuẩn thì xem như là bệnh nhân này có gia tăng cái giá trị INT, tức là nó lên được cái nguy cơ cảnh báo của bệnh nhân có khả năng là bị các cái bệnh lý về mạch máu não cũng như là bệnh lý cơ tim. Và chúng ta đi vượt qua cái phần mạng sơ vữa, sau khi INT nó dài dài đến mức mà chúng ta hình thành cái mạng sơ vữa, thì cái mạng sơ vữa được định nghĩa khi mà nó vượt quá 50% so với bề dày của INT chuẩn, hoặc là dày đổi vào trong lòng mạch nóng 0,5 mm, hoặc là một cái định nghĩa là bằng 1,5 mm. Đấy là những cái định nghĩa mà xác định đó là cái hẹp của cái động mạch đường dây của một cái mạng sơ vữa được hình thành. Khi cái mạng sơ vữa hình thành, chúng ta phải đánh giá, tức là đánh giá cái độ hồi ấm của cái mạng sơ vữa, gọi là độ về giảm ấm, thường thường đó là cái mạng mở, tăng ấm có thể đó là mạng sơ, và nó rất cực kỳ tăng ấm và nó bỏng lên thì nó là cái mạng sơ vữa bôi hóa. Một trong những cái đặc điểm quan trọng là đánh giá cái bề mặt của cái mạng sơ vữa, những cái mạng sơ vữa có bề mặt lồi lõm không đều hoặc là ổ loét hình thành, thì đây là những cái mạng sơ vữa có nguy cơ rất cao bong tróc những cái huyệt khối hoặc bong tróc những cái mạng sơ vữa ở trong này, và khi nào bong tróc nó tạo thành cái cục nghẹn mạch lấy cái tắc mạch ở ngoài đi, và đôi khi chúng ta bắt gặp cái mạng sơ vữa di động. Như vậy khi đổ với cái hình đánh giá siêu âm của hình thái học của mạng sơ vữa, chúng ta đánh giá cái độ hồi ấm, đánh giá cái bề mặt, đánh giá cái tính chất di động của cái mạng sơ vữa, về lượng giá cái độ hẹp. Cái lượng giá độ hẹp thì chúng ta phải cắt đầy đủ các mặt cắt dọc trên mặt cắt ngang, và đối với mặt cắt ngang thì chúng ta phải cắt toàn bộ cái mạng sơ vữa từ điểm nhỏ nhất cho đến chỗ hẹp nhất. Dù như có vị trí T3 chúng ta có mạng sơ vữa, vị trí cắt vị trí T2 chúng ta cũng là mạng sơ vữa, nhưng mà khi xác định cái độ hẹp lớn nhất thì chúng ta xác định là cái vị trí mặt cắt T2, nên là vị trí mà chạy cái hẹp lòng mạch nhiều nhất, thì chúng ta mới đó phải xác định cái độ hẹp của cái mạch máu ở ngay vị trí này. Và trên nền đất trên khi mà xác định cái lượng giá độ hẹp, chúng ta phải căn cứ vào Doppler, sâm Doppler, thì sâm Doppler hai cái giá trị quan trọng để xác định cái độ hẹp đó là cái giá trị bằng tấp tâm thu đỉnh và ngay tại chỗ hẹp, ngay tại cái vị trí T2 này, và cũng như là cái tỷ số bằng tấp tâm thu đỉnh tại chỗ hẹp so với cái vận tốc tâm thu đỉnh của cái đoạn trước đó, trước chỗ hẹp. Và dĩ nhiên chúng ta căn cứ thêm một cái dạng phổ nữa, như vậy ba cái thông tin để lượng giá cái mức độ hẹp trên Doppler, đó là cái giá trị vận tốc tâm thu đỉnh ngay chỗ hẹp nhất, thứ hai là xác định cái tỷ số giá trị vận tốc tâm thu đỉnh tại chỗ hẹp so với cái giá trị vận tốc tâm thu đỉnh trước chỗ hẹp, ngay trước chỗ hẹp còn mạch máu bình thường, và cái dạng phổ Doppler ngay tại chỗ hẹp. Thì để thống nhất trong khi bạn phân cái phân mức độ hẹp động mạch ngoại vi, thì đây là cái đồng thuận của cái hiệp hiệp hội mạch máu nội khoa và cái hiệp hội siêu âm về mạch máu năm 2020. Thì người ta chia mức độ hẹp của động mạch ngoại vi thành các cái mức độ như sau: mức độ nhẹ tức là dưới
50% tức là 1 đến 49%. Thì lúc đó khi mà mức độ hẹp nhẹ thế này thì chúng ta sẽ ghi nhận cái phổ nó duy trì 3 pa hoặc là 2 pa. Nó tăng cái độ rộng của phổ trong suốt giai đoạn tâm thu. Thì giá trị vận tốc tâm thu định nó tăng không quá 100% so với cái đoạn ngay trước đó. Tức là cái chỉ số áp lực vận tốc tâm thu đỉnh của cái ngay trước vị trí hẹp so với cái động mạch trước đó thì nó nhỏ hơn 2, và nó trên siêu âm 2D mình thấy xương sống bị nhạy, nó nhẹ thôi. Với cái mức độ hẹp vừa tức là ký mức độ hẹp từ khoảng 50 đến 74% thì cái phổ Doppler nó mất sóng đảo chiều tiền tâm trường, và cái dòng chảy nó xuống trong giai đoạn tâm trường, và cái độ phồng nó phổ nó tăng, giá trị vận tốc tâm thu nó tăng trên 100% so với đoạn trước đó. Tức là cái chỉ số giá trị vận tốc tâm thu đỉnh vượt của 2, và khiến thì người dòng xoáy nhẹ ngay sau chỗ hẹp. Đối với mức hẹp nặng tức là mức hẹp trên 75% thì cái phổ Doppler lúc này là 1 pha, cái dòng rối nó xuất hiện rất dày đặc ở cái vị trí xung quanh đường cơ bản, và cái giá trị vận tốc tâm thu đỉnh nó vượt quá 400%, tức là cái chỉ số hẹp, chỉ số vận tốc, tỷ số vận tốc giữa tâm thu đỉnh tại chỗ hẹp so với cái vận tốc tâm thu đỉnh ngay trước chỗ hẹp là trên 4, và cái giá trị vận tốc cuối tâm trường cũng tăng, và tăng rất là nhiều. Và cái hạ lưu chỗ hẹp thường xuất hiện cái phổ là phổ chạy muộn, chạy chậm đến muộn, và cuối cùng là tắt hoàn toàn, là không có ghi nhận ký dòng chảy trên ký Doppler ở xung, và lúc này có thể xuất hiện cái âm đập, tức là trên ký Doppler chúng ta sẽ nghe cái tiếng âm thanh đập từng từng hồi từng hồi. Và đây là một cái ví dụ một cái mạng sơ vữa nằm trong cái nhánh động mạch đùi sâu, và cái mạng sơ vữa này làm cho hiện tượng loạn sắc ngay cái dòng mạch còn lại, dòng chảy còn lại. À, đây mọi người sẽ đây là cái dòng chảy trước chỗ hẹp, và khi người ta đo dòng chảy sau chỗ hẹp thì giá trị vận tốc tâm thu ngay tại chỗ hẹp một mình mà ngay tại chưa khi trong phần hẹp thì tốc độ hẹp nhẹ, tức là từ 1 đến 49%. Mọi người thấy cái cửa sổ độ rộng của phổ bây giờ nó tăng hơn so với cái phổ một cái Doppler động mạch bình thường. Một cái tình huống khác mà thầy thấy đây là một cái động mạch đùi đùi nông, sinh vật động mạch đùi, và đây là cái màng sơ vữa tương đối gây hẹp cái lòng mạch, và trên Doppler màu mọi người thấy cái màu mạc màu nó làm hình ảnh loạn sắc qua cái vị trí hẹp này, và trên cái cửa sổ, trên cái kính mà cắt ngang qua chỗ hẹp thấy là cái lòng mạch còn lại rất là nhỏ, nên là cái đó đánh giá cái ước tính ký mức độ hẹp dựa trên diện tích, và cái giá trị vận tốc tại chỗ hẹp là 1,67 m/s, và ký giá trị vận tốc trước chỗ hẹp là 0,78 m/s, tức là nó vượt quá 100%, tức là gấp đôi vượt quá 100%, tức là mức độ hẹp lúc này là hẹp trên 50%, tức là 50 đến 74%. Còn đây là một cái tình huống mà một cái mạc sơ vữa rất là lớn và nó gây hẹp lòng mạch, làm cho cái dòng chảy ở đấy xuất hiện cái dòng chảy aliazin, tức là loãng sắc, và cái vận tốc đó được là 540 m/s, và dĩ nhiên là so với cái vận tốc của dòng chảy trước chỗ hẹp là khoảng 110 m/s thì nó vượt quá 4 lần là như vậy. Và như chỉ số hẹp lúc này có thể nói là hẹp trên 75% về đường kính, và đây là cái dòng chảy hạ lưu chỗ hẹp. Người ta thấy cái dòng chảy chạy chậm đến muộn, tức là vận thấp. Đây là đo ở ký hẹp, đây là động mạch đùi, còn đây là đo tại cái vị trí động mạch khoeo, thì người ta thấy dòng chảy chậm đến muộn, cái vận thấp thâm thu chậm rất là thấp, và cái thời gian gia tốc nó kéo dài. Một cái tình huống mà khá thường gặp trong lâm sàng đó là hẹp nhiều mức ở những cái vị trí khác nhau, tức là lúc này hẹp nhiều mức tại mỗi vị trí mức chúng ta trong cái phần việc tổng hợp tôi đã nói, mỗi lần dòng chảy đi qua chỗ hẹp nó sẽ bị mất mạch năng lượng và nhiều chỗ hẹp,
nhiều khi nhiều chỗ hẹp, một chỗ hẹp chưa tới nước tới hạn, nhưng mà nhiều chỗ hẹp liên tục nhau một ít thì nó sẽ tạo thành một cái hẹp đến mức tới hạn, tức là dòng chảy ở hạ lưu ngoài vi nó có dòng chảy chạy chậm đến mùa bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng. Và những cái tình huống này người ta thường thường người ta sử dụng các cái nhịp hồ stent echo rất là để phát hiện những cái tình huống mà dạy chập về mùa này. Một tình huống lâm sàng thường gặp đó là cái hẹp nhiều nhiều mức ở cái nhiều vị trí khác nhau, thì đây là một cái tình huống mà khá thường gặp, tại vì bệnh lý sơ vữa là bệnh lý gặp toàn thân, cho nên nó có thể hẹp sơ vữa tại động mạch đùi, tại động mạch chậu, sơ vữa tại động mạch đùi, sơ vữa tại động mạch khoeo, sơ vữa tại động mạch cẳng chân. Thế vậy thì mỗi tại chỗ hẹp thì nó xảy ra một cái hiệu ứng là dây rơi khỏi chỗ hẹp, và chính tại một chỗ hẹp rơi khỏi chỗ hẹp này thì dòng chảy sẽ mất mạng năng lượng. Thế vậy thì một tuy rằng mỗi chỗ hẹp chưa tới mức tới hạn, nhưng mà tổng cộng tất cả các cái chỗ hẹp này sẽ gây ra một tình trạng hẹp tới hạn, tức là dòng chảy ngoài vi nó sẽ giảm lưu lượng, giảm vận tốc, giảm áp lực, lúc đó bệnh nhân sẽ có triệu chứng lâm sàng. Và để phát hiện ra tình trạng hẹp nhiều mức năng nhiều 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 vị trí này thì người ta thường thường thông thường là sử dụng các cái stress echo, tức là đánh giá cái nghiệm pháp test gắng sức như hồi nãy tôi có trình bày về cái ABI gắng sức. Đây là một cái trường hợp mà là cái hẹp tại cái vị trí động mạch chậu, hẹp từ 50 đến 74%, tức là chưa hẹp đến mức tới hạn trên 75% ở cái động mạch chậu. Còn động mạch đùi nó hẹp ở hai đoạn, hẹp ở cái vị trí chỗ đùi chung nó có gây hẹp một đến mức độ nhẹ, rồi động mạch đùi nông hẹp mức độ nhẹ, nhà mà ở động mạch đùi ở đoạn đoạn xa nó cũng gây hẹp. Nhưng mà mọi người thấy đây ngay cái vị trí động mạch cẳng chân động mạch chạy trước thì xuất hiện cái dòng chảy chậm đến muộn. Như vậy tại mỗi chỗ hẹp này nó chưa tới hạn, nhưng mà nó tổng hòa tất cả các ý tình huống mà mất mạng năng lượng phát lại mỗi cái vị trí hẹp này sẽ đem ra một cái hậu quả cuối cùng là động mạch ở ngoài vi bệnh nhân là thiếu máu, mà bệnh nhân ấy mọi người có thể thấy cái dòng chảy ở hạ lưu, đó là trên thể hiện trên động mạch chạy trước là dòng chảy chậm đến muộn, vận tốc thâm thua rất là thấp và cái thời gian đạt đỉnh rất là chậm. Một trong trong quá trình bệnh lý động mạch chi dưới, đấy là một cái bệnh lý mãn tính, khi một cái cơ thể bị hẹp đoạn mà động mạch thì nó xuất hiện cái dòng chảy tuần hoàn bên. Đây là một cái tình huống khá thường xuyên gặp, thì khi nhiều khi chúng ta thấy hẹp rất là nhiều nhưng mà bệnh nhân chưa có triệu chứng lâm sàng. Đấy là một phần là do xuất hiện cái tuần hoàn bên rất là tốt, thậm chí tắc nữa, thì giống như trình huống tắc ở đây, nhưng mà tuần hoàn bên bệnh nhân tốt thì bệnh nhân cũng chưa có triệu chứng lâm sàng. Và cho là bệnh nhân chưa có biểu hiện lâm sàng, đây là một cái tình huống mà người thấy tắc một cái đoạn động mạch nhưng mà sau đó bệnh nhân có hiệu chỉnh cái hiện tượng tuần hoàn bên nó bắn qua chỗ hẹp chỗ tắc này để nó cấp máu tiếp tục ở dưới ngoài vi. Mà khi một cái tuần hoàn bên nó hoạt động tốt như thế thì nhiều khi bệnh nhân tắc như vậy thế này nhưng mà bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Về đánh giá tuần hoàn bên thì người ta sử dụng cái phổ Doppler của cái dòng chảy đoạn tải 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 tổng tải dòng chảy tải 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 từ máu ở ngoài vi, thì dựa vào cái dạng phổ và cái phổ mà dựa vào cái dạng phổ và thời gian gia tốc cộng với cái chỉ số PI để người ta đánh giá cái hiệu quả của cái tuần hoàn bên. Đây là hai cái tình huống đều tắc ở thượng lưu, nhưng mà hạ lưu ở dòng chảy ở tình huống ở này có cái thời gian gia tốc ở cái phổ có một cái đỉnh nhọn thế này. Đối với trường hợp thứ hai thì cũng tắc ở hạ thượng lưu, nhưng mà hạ lưu cái dòng chảy có cái phổ Doppler kiểm chạy chậm đến muộn thế này, cái dòng chảy vận tốc thấp rất là thấp và cái thời gian gia tốc kéo dài. Đây là AT 100, bên này là 130 mili giây, còn bên này là AT 200 mili giây. Thì những cái tình huống thứ hai này, tình huống này thì bệnh nhân dễ có triệu chứng lâm sàng hơn so với cái tình huống thứ nhất này. Và để đánh giá thì người ta có thể nói rằng là một cái khi đánh giá một cái tình trạng hẹp động mạch thì chúng ta sẽ đánh giá trước hẹp ngay tại chỗ hẹp, ngay sau chỗ hẹp và hạ lưu chỗ hẹp, có tuần hoàn bên hay không có tuần hoàn bên, và có tuần hoàn bên tốt hay không có tuần hoàn bên tốt. Và cái phần này tôi sẽ nói bổ sung nữa là cái vai trò của sóng Doppler đối với cái định hướng điều trị cho bệnh nhân.
Đây là một cái đồng thuận của cái hiệp hội và liên hiệp hội về cái điều trị mạch máu liên đại Tây Dương, để đồng thuận về một cái thái độ xử trí đối với hẹp động mạch, bệnh lý động mạch chi dưới. Thì người ta phân chia hội hẹp động mạch chi dưới bằng các tầng. Tầng thứ nhất là tầng trụ cầu, và tầng thứ hai là tầng tầng đùi, đùi và cẳng chân. Tại đây thì ở đây mọi người thấy có đối với tầng trụ cầu người ta chia bốn cái loại A, B, C, D. Chẳng hạn như cái loại A ở đây thì một cái thương tổn có thể xảy ra ở động mạch chậu, nhưng mà cái đoạn hẹp rất là ngắn, dưới 3 cm. Trong trường hợp ở đây mọi người thấy cái loại C ở đây thì có thể hẹp cả hai động mạch chậu hai bên, hoặc là hẹp trên một cái đoạn, hoặc tắc trên một cái đoạn dài trên 3 đến 10 cm. Và cái tình huống đấy ở đây chẳng hạn nó tắc ở trụ chậu, nó tắc cả có thể tắc gọi là tắc thêm một cái đoạn khá dài. Như vậy nhờ với cái tình huống tình đánh giá cái hình thái cái chỗ tắc tại ấy thì giúp rất là nhiều trong lâm sàng. Thì dĩ nhiên đối với kỹ thuật chụp mạch hoặc là cắt lớp vi tính thì cũng cung cấp được thông tin này rất là tốt. Đến siêu âm chúng ta có thể cung cấp được cái thông tin này và có thể xếp loại được A, B, C, D này. Thì thường đối với cái loại A thì nó thuận lợi khi mà làm các cái kỹ thuật nội mạch, điều trị bằng đặt nông mạch stent nội mạch. Nhưng mà đối với loại D thì từ người ta nghiêng về phẫu thuật nhiều hơn so với cái kỹ thuật nội mạch. Đối với cái tầng đùi và cẳng chân, người ta cũng chia làm các cái loại thương tổn A, B, C, D như thế. Với cái loại A thường thường cái loại hẹp hoặc là tắc trên một đoạn rất ngắn, loại D thì nó hẹp hoặc là tắc trên một đoạn dài, hoặc tắc ngay cả các cái nhánh là cả ba nhánh của mạch cẳng chân. Thì đối với cái thương tổn A thế này thì ưu thế điều trị nội mạch sẽ tốt hơn, và đối với cái loại D thì cái ưu thế điều trị bằng phương pháp phẫu thuật thì là tốt hơn. Như vậy thì trên cái vai trò siêu âm Doppler ngoài việc chẩn đoán rồi, nó cũng có phần vào cung cấp cái thông tin cho bác sĩ lâm sàng định hướng điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra một cái vai trò khác của siêu âm Doppler nữa là theo dõi đánh giá tình trạng sau mổ. Một trong những cái kỹ thuật mổ đó là bắt cầu bằng đường tĩnh mạch, bắt cầu được tĩnh mạch bản thân. Và cái tĩnh mạch ngay thông thường người ta lấy cái tĩnh mạch hiện và ta bắt cầu qua cái chỗ hẹp. Thì thường thường đánh giá cái thể loại sóng mổ này, người ta đánh giá vừa dựa vào lâm sàng, biểu hiện của lâm sàng của bệnh nhân, siêu âm Doppler và đo cái chỉ số ABI. Thì đấy thì thường thường thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà hẹp cái cầu nối bằng đường tĩnh mạch này khá thường thường khoảng 2 năm đầu sau mổ cái tỷ lệ 2 đến 4%, tăng dần 2,4% một năm. Và người ta chia làm ba cái loại thất bại của cái kỹ thuật này. Thứ nhất là thất bại sớm, tức là cấp trong vòng 30 ngày thì thường thường thất bại này đi do cái lỗi kỹ thuật. Cái thất bại là bạn cấp nó cái tắc ở tĩnh mạch này là xuất hiện khoảng ngày từ 30 đến 24 tháng sau, thì thường thường lý giải và nó do tình trạng tán sạc lớp nội mạc bên trong của cái cầu nối tĩnh mạch ngay tại chỗ nối, thông thường ngay tại chỗ nối. Và một cái thất bại muộn tức là sau 24 tháng thường thường là diễn tiến do cái bệnh lý gốc của bệnh nhân, tức là bệnh lý sơ vữa của bệnh nhân. Thì cái cách đánh giá thế nào, thường thường người ta khảo sát ngay tại chỗ nối, tức là trước chỗ nối, xin lỗi, đánh giá là cái trước chỗ nối người ta gọi là inflow, tức là cái động mạch ngay trước chỗ nối, ngay sau chỗ nối tức là outflow, và bên trong chỗ nối tức là ngay trong trong cái tĩnh mạch. Thì tối thiểu chúng ta phải đánh giá ba vị trí của đoạn tĩnh mạch cầu nối, tức là 1/3 gần, 1/3 dưới và 1/3 xa. Tuy nhiên để đảm bảo chúng ta phải thường phải khảo sát liên tục trên cầu nối và tối thiểu lấy cái giá trị độc lớn tại ba cái vị trí này. Và cái thời gian theo dõi thế nào thì thường thường tháng thứ ba, tháng thứ sáu, tháng thứ 12 và 1-6 tháng sau đó, mà mình theo dõi bằng lâm sàng, theo dõi bằng chỉ số ABI và theo dõi độc lớn. Mọi người nhớ thì luôn luôn là ba yếu tố lâm sàng, xem Doppler và cái chỉ số huyết áp. Và nếu mà cái chỉ số huyết áp trên 0,9 hoặc là cải thiện trên 1,15 so với trước mổ thì xem như là cải thiện về cái hiệu quả của cái phép của ký và cầu nối, hoặc là cái vận tốc của cái dòng chảy trên tĩnh mạch nó vượt qua 45 cm, trên 45 cm/giây. Và một cái tiêu chuẩn bất thường nghi ngờ một cái hẹp cái cầu nối tĩnh mạch khi mà cái giá trị vận tốc thâm thu định tại cái chỗ hẹp là vượt qua 180 cm/giây, hoặc là cái tỷ lệ vận tốc thâm thu định tại chỗ hẹp so với được chỗ hẹp là 2.0 đến 3.5.
Và một cái tiêu chuẩn nữa là khi mà giá trị bằng tập tâm thu vượt quá 399 cm và cái tỷ lệ vận tốc tâm thu vượt quá 3,5 và cái vận tốc cầu nối dưới 45 cm và cái chỉ số ABI này giảm đến 0,15 thì đây là một cái chỉ định mổ, tại phải mổ lại sửa chữa cái cầu nối. Đây là một cái trường hợp mà cầu nối tĩnh mạch người ta nối đùi với trái trước và cái đường cầu thường thường cái tĩnh mạch nó nằm ở ngay ngay dưới da, mình có thể dễ dàng mình có thể dựng hình được cách dễ dàng. Và trên hình ảnh 2D, hình ảnh đắp lơ màu, chúng ta thấy một đoạn rất dài cái tĩnh mạch và có thể đánh giá tại chỗ hẹp, tại chỗ nối, và cái đấy là cái vận tốc cái chỗ nối gần, vận tốc chỗ nối xa xem như là bình thường. Và đây là người ta phân cấp cái mức độ hẹp và phân cấp cái nguy cơ sự phải sự mổ lại của cái bệnh nhân dự báo cái giá trị vận tốc tâm thu đỉnh, tỷ số vận tốc tâm thu đỉnh và cái vận tốc trong cầu nối và cái chỉ số ABI. Căn cứ bốn cái thông tin này người ta chỉ định sửa chữa mổ lại cho bệnh nhân. Một loại cái phẫu thuật khác là cái phẫu thuật bắt cầu bằng cái mảnh ghép nhân tạo, cái protein nhân tạo, thì cũng vậy người ta cũng theo dõi bằng lâm sàng, theo dõi bằng siêu âm, theo dõi bằng ABI. Cái vị trí khảo sát thường thường người ta chỗ nối trước, chỗ nối sau, chỗ nối bên trong cầu nối tại ba vị trí, 1/3 giữa, 1/3 gần, 1/3 xa, và cái thời gian cũng vậy, từ 3, 6 tháng, 12 tháng, sau đó mỗi 6 tháng. Và cái tiêu chí để chẩn đoán hẹp đó là cái vận tốc nó vượt qua 125 cm giây, mà khi mà cái vợ thì vận tốc nó vượt qua 300 cm giây và chỉ số hoặc vận tốc tâm thu 3,5 thì người ta có chỉ định mổ lại cho bệnh nhân. Đây là một cái trường hợp mà cái cầu nối bị tắc hoàn toàn chỗ gần, mà người thấy đấy cái vật liệu nối, cái vật liệu nhân tạo nó có hình dạng như thế này, tức là cái băng hải lớn, mà người thấy cái dạng đường vần gần sọng thế này, nhưng mà bên trong Doppler mọi người thấy cái dòng chảy nó không có tín hiệu Doppler, và đây là cái chỗ nối gần, chỗ nối xa của bệnh nhân là bị xẹp hoàn toàn, như vậy là một cái thất bại của cái cầu nối. Còn đây là một cái tình huống nối chầu với khoeo, thì đây là cái chỗ nối trên, tức là đây là cái động mạch chầu chầu và đây là cái chỗ cầu nối, và đây là cái tĩnh mạch ở cái chỗ vị trí nối. Ở đây là vị trí nối, người ta sẽ thấy thấy mọi người thấy là nó có cái hiện tượng dài lên chỗ cái lớp nội mạc vị trí nối, và cái dòng chảy qua đây có hiện tượng loãng sắt và cái vận tốc nó vượt quá ngưỡng là 226 cm giây, mình xem như là một cái hẹp tại chỗ nối của cái cầu nối. Một cái kỹ thuật khác đó là cái can thiệp nội mạch, tức là người ta nắm cái chỗ hẹp đặt stent, có thể đặt hoặc là không đặt stent. Nên cũng vậy người ta cũng sử dụng cái siêu âm Doppler để theo dõi cái những cái trường hợp nắm đặt stent. Thời gian theo dõi cũng tháng thứ nhất, tháng thứ ba, tháng thứ sáu, tháng 12. Thông thường người ta lấy cái thời lấy cái những cái thông số Doppler của tháng thứ nhất là một cái tham chiếu để sau này so sánh với cả cái lần khám sau. Và cái tiêu chuẩn tại hẹp khi mà cái vận tốc tâm thu trên vực 196 cm giây, 196 cm giây, và về chẩn đoán là hẹp trên 50% với cái độ nhạy là 85%, độ đặc hiệu 95%, giá trị dự báo dương là 98 và giá trị dự báo là 67. Trong trường hợp này mà bà tỷ vận tốc tâm thu vượt qua 275 cm giây mà cái tỷ là vượt qua 3,5 thì có thể chẩn đoán nó hẹp trên 80% với độ nhạy là 74, độ đặc hiệu 94, giá trị dự báo dương là 88, giá trị dự báo âm là 85%. Phần này tôi sẽ trình bày cái phần hạn chế của siêu âm Doppler. Hạn chế siêu âm Doppler thông thường nhất động là kỳ đo kỹ năng của người làm nó đòi hỏi sự huấn luyện của người làm, như vậy cái người làm kinh nghiệm thì kết quả nó sẽ tốt hơn so với người làm không kinh nghiệm. Ngoài ra mình có cái ảnh giả do những cái mạng server bị vô hóa nó làm cho chúng ta khảo sát cái hiệu dòng chảy bên trong cái đoạn quá cái chỗ hẹp rất là khó khảo sát. Thứ hai nữa là trong trường hợp những cái vô hóa lập trung mạc trong bệnh lý vô hóa trung mạc cũng là một cái những hạn chế là làm cản trở xuyên âm của dòng chảy. Một cái hạn chế khác là đối với những cái bệnh nhân mà có cái đùi nó to mập thì cái độ xuyên âm xuyên thấu âm đối với những cái mạch máu là cũng sâu này rất là khó xác định. Và đây là ngoài được cái giá trị chẩn đoán của siêu âm Doppler, toàn bộ
tất cả các tỉnh tổng chúng nó ta là cả chi đoạn đoạn chầu chầu đoạn đuôi đoạn cả chân thì cái độ nhạy khoảng 80%, độ đặc hiệu khoảng 89%, mà cái đối với cái đoạn đuôi đoạn gối đoạn trên gối thì cái độ nhạy khoảng 71%, độ đặc hiệu khoảng 71 đến 100%, độ đặc hiệu từ 50 đến 97%, đoạn dưới gối, xin lỗi, đoạn dưới gối thì cái độ nhạy từ 41 đến 96, và cái độ đặc hiệu từ 80 đến 99. Nói chung thì cái dưới gối thường thường cái độ nhạy là thấp hơn so với cái đoạn trên gối. Chúng ta đi qua một cái bệnh lý khác của cái bệnh lý động mạch chi dưới, đó là phình mạch. Thì cái phình mạch được định nghĩa là nó vượt cái đường kính của cái mạch máu, nó vượt qua 1,5 lần đường kính của cái đoạn mạch máu trên đó. Ở trên đó là màu nó thể hiện một cái hình ảnh âm dương rất là điển, điển hình rất là dập xoáy bên trong. Đây là hình ảnh một cái phần của cái động mạch veo. Chúng ta thấy cái phần và đây là bên trong của phần có cái huyệt khối, dòng chảy còn lại có trọng chỗ này. Và khi dòng chảy trên đất lớp màu, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh âm dương. Và nó lịch xung cho ta thấy dòng chảy đảo chiều. Và đối với cái trường hợp mà tụi phình, tụi da phình, chúng ta thấy một cái thương tổn mà thương tổn thông thường hay gặp nhất là hay gặp nhất trong tình huống mà chúng ta hay làm sao làm chập chập động mạch đuôi, chụp động mạch bằng cách chập động mạch đuôi thì hay có một cái hiện tượng là tụi da phình. Và tụi da phình là cùng bài chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh âm dương và có hình ảnh cái cổ tụi phình tại vị trí chỗ đi ra đi vào tụi phình, chúng ta sẽ thấy dòng chảy luôn tới ngay chỗ vị trí tụi phình. Đây là cái hình ảnh của cái tụi da phình, của cái tụi da phình có ngay động mạch đuôi sau bệnh nhân sau chập động mạch đuôi làm cái kỹ thuật chụp mạch máu, và cái dòng chảy có âm dương lưu âm bên dòng chảy lưu tới qua vị trí của cái chỗ da phình này. Nên có thể đối với trường hợp tụi da phình này, người ta có thể điều trị bằng cách thứ nhất có thể ép, bằng cách thứ hai người ta có thể tiêm kỹ chất gây đông vào bên trong cái tụi da phình. Một cái bệnh lý khác đó là cái tình trạng bóc tách của động mạch chi dưới. Thông thường thì bóc tách động mạch chi dưới là hệ quả của cái tình trạng bóc tách của động mạch chủ và nó lan tràn xuống động mạch chi dưới. Trên hình ảnh siêu âm chúng ta thì thấy có hình ảnh hai lòng mạch thật và lòng mạch giả. Và thông thường lòng mạch thật thì thường thường cái bóc tách nó cao hơn so với lòng mạch giả, và cái thời gian đập lớp màu nó hiện diện sớm hơn so với cái lòng mạch giả. Một cái bệnh lý khác đó là loạn xạ động mạch đuôi. Bệnh lý nó xuống, thường thường loạn xạ nó xảy ra đó là bệnh lý của khớp lớp bào dừa của cả cái động mạch vừa và động mạch nhỏ, và nó thể hiện nó có thể cái tình trạng là dày dày trên một cái đoạn khá dài, dày và dạng nó có dày và dạng, tức là trước chỗ dày lên là gây hẹp lòng mạch, và trước cái chỗ hẹp đó là gây tình trạng giãn ra của mạch máu, thì nó tạo ra một cái hình ảnh chuỗi tràng hạt điển hình. Thì trên siêu ảnh đắp lơ chúng ta sẽ thấy hình ảnh dày trên một đoạn dài, và nó có thể hẹp cái hẹp lòng mạch và có thể cái giãn lòng mạch cái xoay vòng chỗ hẹp. Một cái bệnh lý khác của động mạch chi dưới đó, đó là bệnh lý vối hóa của động mạch lớp áo dừa. Vối hóa lớp áo dừa là một cái biểu hiện khá đặc thù trong cái bệnh lý đại đường, và thường thường là tích tụ vối bên trong của cái lớp áo dừa. Trên hình ảnh siêu âm bên chúng ta thấy cái vối này nằm bên trong của thành mạch chưởng và nằm bên trên bề mặt của thành mạch. Và thường thường trên hình ảnh siêu âm chúng ta thấy đập lơ thì nó không gây hẹp lòng mạch đáng kể. Đây là một cái tình huống bệnh nhân bị đầy đường và bị vối hóa của cái lớp áo dừa. Mọi người thấy cái lớp bề mặt nội mạc của mạch máu, tức là mạch phân cách giữa thành mạch thành trong mạch máu với cái lòng mạch là rất là trơn lạc, không có xơ bựa. Nhưng mà bên trong lớp bên trong thành mạch và bên trong lớp áo dừa thì nó xuất hiện những cái chấm tăng tăng ấm và nó bọng lực vối hóa. Kết luận thì xâm Doppler là một cái kỹ thuật xâm nhập vô hại rẻ tiền, có cái giá trị chẩn đoán khá tốt đối với động mạch chi dưới, nên có thể đấy xem như là một cái chỉ định hàng đầu đối với khảo sát động mạch chi dưới. Và người ta có thể định hướng dựa vào kết quả xâm Doppler để có thể định hướng điều trị cho bệnh nhân, và có thể giúp xâm Doppler để theo dõi cái tầm số theo dõi trong những cái sau mổ cho bệnh nhân. Sau đây là cái quy trình khám xâm Doppler động mạch chi dưới.
thì chúng ta bắt đầu từ động mạch chậu, đoạn gần, đoạn giữa, đoạn xa, động mạch đùi, đoạn gần, đoạn giữa, đoạn xa, động mạch đùi sâu, đoạn gần, đoạn giữa, đoạn xa, động mạch khoeo vùng bảy, đoạn gần, đoạn giữa, đoạn xa, các động mạch cẳng chân vùng bảy chúng ta khảo sát. Là tối thiểu các cái vị trí là chúng ta lấy thông tin top lơ. Tuy nhiên nhưng khi khảo sát thực tế chúng ta phải khảo sát liên tục đoạn cả cái mạch máu từ trung tâm ra đến ngoại vi, và trên trên khi khi khảo sát đập lơ mạch máu chi dưới chúng ta dựa trên hai cái thông tin là siêu âm 2D đánh giá cái hình thái trên mặt ngang, trên mặt cắt giảm, đánh giá thành mạch, đánh giá lòng mạch, đánh giá cái biên độ này mạch máu. Và trên đập lơ chúng ta dùng siêu âm đập lơ màu để mình vẽ cái bản đồ màu của mạch máu, sau đó chúng ta thực hiện đập lơ xung trên mặt cắt giảm và cố gắng điều chỉnh góc để chỉnh hướng cắt, làm sao đó cái giá ký kỹ thuật là thu đập lơ chúng ta nhỏ hơn 60 độ. Và khi nào có cái gì nghi ngờ một cái tình trạng hẹp, tức là hình ảnh loạn xác ở vị trí, chúng ta sẽ khảo sát ngay trước chỗ hẹp, ngay tại chỗ hẹp, ngay sát ngay chỗ hẹp mà ngay sau chỗ hẹp. Thì bên trong chúng ta đồ hẹp chúng ta phải ghi nhận cái bộ Doppler và phân tích cái bộ Doppler dựa trên cả cái giá trị vận tốc tâm thu định, vận tốc tâm thu cuối tâm trường và cái tỷ số vận tốc tâm thu định so với tại chỗ hẹp so với vận tốc tâm thu định trước đó, và phân tích cái bộ độ rộng của bộ, cửa sổ của bộ. Và đặc biệt chúng ta khi chúng ta hẹp hoặc là tắt chúng ta phải đo cái chiều dài đồ hẹp, chiều dài của cái động tắt. Và đây là một cái bảng tường trình kết quả. Chúng ta thấy có cái vẽ sơ đồ của cái mạch máu bên phải bên trái, cái phổ giá trị tâm thu, giá trị tâm trương của tâm trương. Đây là phần kết thúc của cái bài sơ Doppler động mạch chi dưới.